phủ. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao huân chương độc lập các hạng nhất, nhì, ba cho 7 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 khối Chính phủ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân, chúc mừng và cảm ơn sự đóng góp to lớn của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 thuộc khối Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nghỉ chế độ. Cùng với các đồng chí khác trong Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, các đồng chí đã để lại nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu cho những nhiệm kỳ tiếp theo, góp phần làm giàu kho tàng lý luận, kiến thức, kinh nghiệm vô giá được tích lũy qua lớp lớp các thế hệ cán bộ của Đảng, Nhà nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các thành viên chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng chính phủ, đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao những cố gắng và kết quả rất ấn tượng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có những đóng góp tích cực của Học viện Nông nghiệp Việt Nam vào công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản Việt Nam và trong xây dựng nông thôn mới, cũng như là trong việc hội nhập ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn vào hệ thống giáo dục khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước tin tưởng và mong rằng Học viện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, luôn là nơi có đóng góp quan trọng, thiết thực và hiệu quả vào công cuộc phát triển nền nông nghiệp bền vững, sinh thái, hàng hóa giá trị cao, xây dựng nông thôn mới, hình thành tầng lớp nông dân văn minh, theo đúng tinh thần của Đại hội Đảng đã xác định, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa nước ta đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021, sáng ngày 20 tháng 11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, thầy cô giáo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng gửi lời chúc mừng đến các nhà giáo lão thành, đội ngũ cán bộ giảng viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những nỗ lực vượt khó, dạy tốt, học tốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch vừa qua, nhất là sự chủ động, sáng tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục trong môi trường dạy học trực tuyến. Bên cạnh đó là những đóng góp, cống hiến, nhường ký túc xá, cơ sở vật chất cho công tác phòng chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn kỳ vọng vào sứ mạng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò trung tâm giáo dục hàng đầu khu vực phía Nam và cả nước, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng học bổng các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tặng bằng khen các tập thể, cá nhân của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có đóng góp xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 11, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đóng tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Trường Sĩ quan Lục quân 2 là trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội bậc đại học và sau đại học và nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự lớn của quân đội ta. Thời gian tới, trường cần tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đội ngũ cán bộ do trường đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu của quân đội ta trong thời kỳ mới. Phó Chủ tịch nước đề nghị cán bộ chiến sĩ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nhà trường vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt. Tiền thân là trường quân chính sơ cấp quân giải phóng miền Nam, thành lập vào năm 1961. Đến nay, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã đào tạo hơn 73.000 cán bộ quân đội, trong đó nhiều người đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ chủ chốt của quân đội ta. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Quốc gia với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua và bàn các nhiệm vụ, giải pháp để phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sau hơn một tháng thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế xã hội cũng đã khởi sắc, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp,
phối hợp linh hoạt hiệu quả giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, thu hút vốn FDI, xuất khẩu đều tăng khá. Qua đó cho thấy việc chính phủ ban hành nghị quyết 128 là kịp thời, đúng hướng, sát thực tế. Thủ tướng yêu cầu trước mắt thì các ngành, các địa phương phải thực hiện nghiêm nghị quyết 128 và quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các địa phương sớm hoàn thiện kế hoạch, kịch bản thực hiện nghị quyết 128 phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau cùng khi mà xảy ra dịch bệnh. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày hôm nay nước ta ghi nhận 9.531 ca mắc COVID-19 mới tại 60 tỉnh, thành phố, trong đó thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với hơn 1.000 ca. Cũng trong ngày có tới 16.773 ca khỏi bệnh được xuất viện, cao gần gấp đôi so với số người khỏi COVID-19 được công bố ngày hôm qua. Có 107 trường hợp tử vong. Số liều vaccine đã được tiêm đến nay là trên 106 triệu liều. Bộ Y tế đề nghị các địa phương xem xét phê duyệt việc rút ngắn thời gian tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca để đảm bảo tiến độ tiêm chủng. Theo đó, đề nghị Sở Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, thành phố về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca. Các trường hợp tiếp xúc gần với F0, thành phố Hà Nội sẽ cho phép giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày. Theo đó, sau khi cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2, các trường hợp F1 sẽ được chuyển về cách ly tại nhà. Nếu có nguyện vọng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã, phường, thị trấn sẽ cử tổ thẩm định xuống xác minh, đánh giá, đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất nơi cách ly y tế mà F1 đăng ký. Tiêu chí đánh giá sẽ dựa theo công văn số 5599 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, riêng 4 quận là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng chưa được phép thực hiện quy định này. Thưa quý vị, nhằm giúp các em tiếp thu bài tốt hơn khi không thể đến trường để được nghe thầy cô giảng dạy trực tiếp, ngoài việc dạy học trực tuyến thì các cô giáo ở thành phố Cần Thơ còn tập làm nhà quay phim, dựng phim, người diễn xuất khi mà tự mình soạn giảng, quay video, biên soạn, chỉnh sửa bài giảng bằng hình ảnh gửi cho học sinh. Dạ vâng, và mặc dù là không có những chuyên môn và không giỏi về các kỹ năng về công nghệ, nhưng mà những với tấm lòng của người giáo chữ thì các cô đã cố gắng tự tìm tòi và chỉnh chu từng clip bài giảng để cô đọng lại những nội dung cần thiết để gửi cho các học trò trong điều kiện mà thích ứng với việc dạy học trực tuyến. Và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn tại địa bàn. Cô giáo giờ đóng vai trò là học trò cầm bút viết để cho các cô còn lại dạy cách viết, cách ngồi. Đó là cách mà các cô giáo ở trường tiểu học Ngô Quyền minh họa để quay clip hỗ trợ phần nào cho các em lớp 1 khi các em không được đến lớp. Không biết cách quay, không biết cách dàn dựng clip như thế nào cho hoàn chỉnh. Thế nhưng ba cô giáo này vẫn tập tành làm những clip để gửi cho học sinh chỉ bởi lý do là học trò thích được nghe giọng các cô. Các bé được cha mẹ cho xem, xong thì các bé rất là thích. Thì các bé cảm nhận được là một cái sự gần gũi với thầy cô chủ nhiệm của mình. Và đặc biệt là thấy được cô giáo ngồi mẫu và được nghe được cái giọng nói của cô giáo. Thì đây là một cái tương tác rất là lớn giữa giáo viên và học sinh. Tuy là không trực tiếp nhưng mà các em lại cảm giác là được thầy cô chính mình của mình đó là hướng dẫn cho mình. Các em rất là thích. Mặc dù chương trình giáo dục tiểu học đã được phát trên sóng truyền hình để các học sinh có thể học tập, thế nhưng các cô giáo ở trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều vẫn cùng nhau dành thời gian để quay các clip hướng dẫn thêm các kỹ năng bổ trợ cho các em. Đặc biệt là các em lớp 1 như cách cầm viết, tư thế ngồi viết, cách viết các nét chữ đầu tiên. Trong những cái YouTube hoặc là những cái video đó thì chỉ giảng những kiến thức bài mới thôi. Còn cái phần cụ thể hơn, ví dụ như cách cầm bút hoặc là cụ thể viết vào vở như thế nào, thì cái đó thì tất cả giáo viên phải họp lại và quay những cái clip nhỏ, ngắn, tầm khoảng 1 đến 3 phút thôi để hướng dẫn cụ thể hơn, chi tiết hơn cho các em học sinh lớp 1, bởi vì các em chưa có một buổi nào đến trường á. Thành ra các em chưa có hình dung được cái cách cầm bút nè, rồi cái cách trình bày bài vở, vô vở như thế nào. Trong khi đó, tại ngôi trường Trung học Phổ thông Hà Huy Giáp thuộc huyện vùng xa Cờ Đỏ, bàn ghế, bảng đen, phấn trắng, tiếng bài giảng vang lên từng hồi. Thế nhưng đối diện cô Quách Kim Phượng lại là chiếc điện thoại, giáo viên ngồi trong tổ và hàng ghế trống trơn như thế này.
để mỗi tháng hoàn thành ít nhất một clip bài giảng sinh động, đầy đủ kiến thức, gửi đến cho các em học sinh và làm cơ sở học liệu cho thế hệ tiếp theo. Các cô giáo dạy văn ở trường Hà Huy Giáp cũng tự mày mò cách quay, cách dàn dựng bài giảng. Tôi đó thì bản thân những thầy cô thì cũng chưa có tự trang bị cho mình cái hệ thống và cái công cụ nào để chuyên dụng cho cái việc quay hình. Và thứ hai thì chúng tôi cũng không có một đội ngũ chuyên môn để quay hình. Viên nữa, người ta thiếu tự tin, là người ta đứng trước học sinh thì được, nhưng mà đứng trước máy quay thì quay lại hình ảnh thì người ta lại hơi là lo lắng á. Và khi mà lo lắng quá thì nó khiến cho mình cảm giác là mình hồi hộp, rồi mình trình bày nó không được lưu loát đó. Thì bây giờ mình cố gắng mình học hỏi, thì học hỏi từ các cái bộ phận như là các giáo viên công nghệ thông tin ở trong trường mình, rồi là học hỏi từ đồng nghiệp, rồi học hỏi trên mạng xem là cái khi mà set up một cái tiết quay là phải cái góc quay là như thế nào, rồi cái tư thế của cái người giáo viên là đứng làm sao, rồi cái chữ viết trên mạng như nào. Nói chung là cũng rất là vất vả đối với một cái tiết quay ghi hình như thế. Dẫu một chiếc clip còn vụng về, dẫu một đoạn phim còn lỗi âm thanh, lỗi kỹ thuật, ánh sáng, thế nhưng trên hết, các clip bài giảng của các cô giáo là thành quả công sức mà người đưa đò đã lặng lẽ tạo nên từ tình yêu, yêu nghề, yêu trò. Các cô giáo ở Cần Thơ đã khắc phục được những khó khăn, bỡ ngỡ, làm nên những bài giảng hấp dẫn, gửi cho các học trò kiến thức để các em không phải vì khó khăn dịch bệnh mà bỏ lỡ bài học của mình. Thưa quý vị, trong lúc các công trình xây dựng đang đẩy mạnh trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, thì liên tục trong năm 2021, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng đột biến với biên độ tăng quá lớn từ 20 cho đến 40%. Không chỉ giá thép mà toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng từ đất, cát, đá, xi măng đều đồng loạt tăng giá, khiến cho các nhà thầu đứng ngồi không yên vì hợp đồng đã ký không thể điều chỉnh đơn giá hoặc là giãn tiến độ thi công. Một số doanh nghiệp lớn dù nắm bắt được thị trường nhưng cũng không kịp trở tay trước cơn bão giá leo thang chóng mặt. Theo Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, nếu tiếp tục kéo dài tình trạng như hiện nay thì nhiều nhà thầu sẽ gặp phải khó khăn rất lớn và đứng trên bờ vực phá sản. Là một trong những tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng mạnh nhất của cả nước, đảm nhận nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, thế nên doanh nghiệp này đã chủ động đàm phán với các nhà sản xuất thép để có nguồn vật liệu xây dựng, đảm bảo nguồn cung cho các công trình của mình từ 3 tới 6 tháng. Nhưng với giá tăng chóng mặt như hiện nay, đặc biệt là giá thép có thời điểm tăng lên 50%, cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh khiến doanh nghiệp này như ngồi trên đống lửa vì phải chịu áp lực tăng chi phí và giảm lợi nhuận. Chúng tôi không giữ được cái đơn giá ban đầu và phải chấp nhận tăng giá cho các nhà cung cấp thép. Cái việc mà thống nhất với các nhà cung cấp, các nhà sản xuất vật liệu xây dựng là rất là khó. Vì vậy là có thể nói là phe con và dù đã cố gắng nhưng cái việc tác động của bão tăng giá vật liệu thực sự đã là một cú đánh rất là mạnh vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Theo Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, chỉ riêng tháng 10, nhiều doanh nghiệp thép đã điều chỉnh mức tăng giá bán khoảng 17 tới 192.000 đồng một kg thép tùy thương hiệu. Đặc biệt những nguyên vật liệu có sẵn như các mỏ đất không được coi là tài nguyên khoáng sản cũng đua nhau tăng giá. Các nhà thầu xây dựng đứng trước một cái áp lực là cái lợi nhuận trên doanh thu nó giảm chưa bao giờ có lại thấp như là năm nay. Và vì vậy cho nên là với những doanh nghiệp lớn có những cái tích lũy, có cái tiềm lực tài chính thì còn có thể là chịu đựng được, nhưng những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cái khả năng chịu đựng của các doanh nghiệp nhỏ này là hết sức khó khăn, và có thể nói là chúng tôi đang e ngại là một loạt sẽ phải đóng cửa. Giá thép tăng cao cũng tác động đến các dự án giao thông trọng điểm như các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam, thậm chí khiến các nhà thầu thi công đứng trước nguy cơ chậm tiến độ và lỗ nặng. Không chỉ vậy, nhu cầu vật liệu đất đắp tăng cao dẫn đến tình trạng khan hiếm khi các mỏ đất được các địa phương cấp phép do tư nhân quản lý đang đẩy giá vật liệu lên cao gấp 2 tới 3 lần so với giá khảo sát ban đầu. Những cái biến động ở đây không phải là việc công suất mà còn quản lý về giá. Theo cái chức năng quản lý nhà nước thì cái này thì tỉnh đã có văn bản giao cho một tổ riêng mà đứng đầu là tổ trưởng là Sở Tài chính cùng với các ngành để rà soát cái việc mà quản lý giá theo cái quy định. Chính phủ và các bộ ngành, chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp kịp thời để kiểm soát bình ổn giá, giúp các doanh nghiệp lấy đà phục hồi sản xuất, giúp thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công.
Đúng 12 giờ ngày 20 tháng 11 tại thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, chuyến bay mang nhãn hiệu VJ3749 của hãng hàng không Vietjet đưa 204 du khách Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng và du lịch tại Phú Quốc đã chính thức hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến với Phú Quốc trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm đóng băng vì dịch COVID-19. Lễ đón đoàn du khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên được tổ chức tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Toàn bộ hành trình của đoàn do Vinpearl phối hợp cùng với đối tác chiến lược tại thị trường Hàn Quốc, công ty du lịch marketing Highland và hãng hàng không Vietjet xây dựng. Đoàn nghỉ dưỡng và du lịch tại siêu quần thể tất cả trong một, quy mô hàng đầu châu Á, theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. Du khách sẽ được trải nghiệm hành trình đặc sắc của hệ sinh thái du lịch, khám phá, mua sắm lễ hội, nghệ thuật đẳng cấp quốc tế với tiêu chuẩn an toàn của Vinpearl. Chúng tôi cũng sẵn sàng sau cái chuyến bay đầu tiên này, tôi cũng sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành và hãng hàng không Vietjet cũng như các cái đối tác sẵn sàng rà soát lại, kiểm tra lại các cái việc thực hiện các quy trình đón khách để có thể hoàn thiện thêm, kiến nghị với bộ ngành hoàn thiện thêm các cái quy trình quy định làm sao có thể đón được khách hết sức là thuận lợi và an toàn. Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc nói riêng và tại Việt Nam nói chung, là khởi động quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. Với công tác đón khách quốc tế được đảm bảo tuân thủ thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, cùng chất lượng dịch vụ cao cấp, sự kiện đã góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh mới, hướng tới trải nghiệm du lịch, sống trọn vẹn tại Phú Quốc, sống trọn vẹn tại Việt Nam cho du khách. Thời tiết và cảnh quan ở đây rất đẹp. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn. Sau nghi thức đón tiếp, đoàn du khách di chuyển theo lối đi được phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh và tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay, cũng như hướng dẫn cài các bước ứng dụng theo quy định. Đoàn du khách Hàn Quốc lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort Spa, Phú Quốc, sở hữu khuôn viên lưu trú tuyệt đẹp và biệt lập trên bờ biển bãi dài, đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng và không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác. Trong suốt kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm tại đây, khách du lịch sẽ còn được tiến hành xét nghiệm COVID-19 lần thứ 2 vào ngày cuối cùng của hành trình. Thưa quý vị, tối nay tại khu du lịch quốc gia Sapa, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Festival Tinh Hoa Tây Bắc Hương Sắc Lào Cai. Đây là sự kiện giới thiệu tái hiện đời sống văn hóa, trang phục, ẩm thực của cộng đồng dân tộc bản địa Sapa. Về tình yêu đất nước. Festival Tinh Hoa Tây Bắc là sáng kiến của tỉnh Lào Cai đã được 8 tỉnh Tây Bắc đồng thuận tổ chức nhằm tôn vinh tinh hoa văn hóa các dân tộc vùng miền, thúc đẩy tiềm năng phát triển du lịch tại địa phương. Với mong muốn tạo dựng một sự kiện thường niên, từng bước trở thành thương hiệu độc đáo mang tầm quốc gia, quốc tế. Đây là chuỗi các hoạt động nhằm tái khởi động và quảng bá các chương trình du lịch của tỉnh Lào Cai trong điều kiện thích ứng với tình hình mới, kiểm soát hiệu quả việc phòng chống dịch COVID-19, góp phần khẳng định Lào Cai điểm đến an toàn. Mong muốn chung của 8 tỉnh Tây Bắc là sẽ có một cái sản phẩm để luân phiên tổ chức ở các địa phương và kết nối với thành phố Hồ Chí Minh. Có một cái sân chơi để cho nhân dân các dân tộc hội tụ, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời là cũng tôn vinh những cái giá trị văn hóa của dân tộc mình. Thế và mang đến cho du khách những cái trải nghiệm thú vị. Festival diễn ra trong 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021 với chuỗi hoạt động không gian trưng bày thổ cẩm, những câu chuyện kể, giới thiệu về sắc màu thổ cẩm Lào Cai Tây Bắc, giới thiệu các làng nghề thổ cẩm, các sản phẩm thổ cẩm của các dân tộc Mông, Xá Phó, Dao, Tày, Giấy và các nghề thủ công truyền thống, nhạc cụ dân tộc của Lào Cai. Festival Tinh Hoa Tây Bắc Hương Sắc Lào Cai sẽ chính thức được tổ chức vào năm 2022 với sự hưởng ứng của các tỉnh thành trong khu vực Tây Bắc mở rộng, góp phần phục hồi du lịch và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch của Lào Cai cũng như các tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách thông qua sản phẩm mang tính đặc trưng của tỉnh vùng cao biên giới.